Kính chào các bạn. Hôm nay, Trung tâm Đào tạo Kế toán Toàn tài sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm HTKK để kê khai và báo cáo thuế hàng tháng. Đầu tiên, các bạn mở phần mềm. Sau đó, các bạn nhấn vào mã số mới và chúng ta nhập mã số thuế của công ty. Ở đây tôi bắt đầu kê khai thuế cho công ty cổ phần thương mại và công nghệ Tân Long. Sau đó các bạn nhấn đồng ý. Giao diện của phần mềm hiện lên, chúng ta bắt đầu nhập thông tin của công ty. Thứ nhất là người nộp thuế. Người nộp thuế ở đây là tên công ty của chúng ta. Bạn nhập địa chỉ. Các bạn lưu ý để có thể gõ được tiếng Việt có dấu trong phần mềm hỗ trợ kê khai, các bạn sẽ phải cài phần mềm Yunikeyđể thiết lập phần mềm Yunikeycác bạn nhấn vào phần mở rộng và tích vào những mục như ở trên màn hình các bạn nhìn thấy. Sau đó các bạn chọn kiểu bảng mã là Việt Nam Local CP1258 và chọn kiểu gõ là text. Sau đó các bạn nhấn đóng thì chúng ta mới kê khai được tiếng Việt có dấu trên phần mềm hỗ trợ kê khai này. Tiếp theo các bạn nhập trường quận huyện, đây là quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, điện thoại nếu có. Các bạn để ý những trường thông tin mà có mục dấu sao ở đầu là chúng ta bắt buộc phải nhập. Còn những trường không có dấu sao, các bạn có thể bỏ qua. Ngày bắt đầu năm tài chính thông thường là ngày mùng 1 tháng 1 đối với những công ty đã thành lập từ năm trước. Nếu một công ty hoặc một doanh nghiệp tổ chức mà mới thành lập thì chúng ta căn cứ vào ngày thành lập công ty để chúng ta ghi nhận ngày bắt đầu năm tài chính. Ví dụ ngày thành lập công ty là ngày 25 tháng 3 thì chúng ta ghi ở đây là ngày mùng 1 tháng 1, có nghĩa là ngày đầu của quý 1. Nếu công ty thành lập vào ngày 26 tháng 5 thì chúng ta ghi ở đây là ngày mùng 1 tháng 4, có nghĩa là đầu của quý 2. Tương tự như vậy, quý 3, quý 4 chúng ta sẽ phải ghi ngày bắt đầu năm tài chính là ngày của đầu quý. Người ký tờ khai chúng ta bỏ qua bởi vì công ty thường có con dấu chức danh của giám đốc nên trường này chúng ta không cần ghi. Cơ quan thuế cấp cục các bạn chọn ở đây là Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tiếp theo cơ quan quản lý các bạn ghi là Chi cục thuế nơi quản lý công ty, ở đây là quận Hoàng Mai. Nếu trường hợp công ty các bạn thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý hoặc là thuộc Cục Thuế nơi địa phương các bạn quản lý thì các bạn chọn là Cục Thuế chứ không chọn là chi cục. Tên đơn vị chủ quản các bạn ghi tên công ty của mình.
Trường hợp nếu công ty các bạn là công ty con thì ở đây sẽ là tên công ty mẹ. Tiếp theo, các bạn nhìn thấy ở bên trường thông tin đại lý. Thông tin đại lý đây chính là thông tin đại lý thuế của công ty. Ví dụ, công ty có ký hợp đồng thuê một đơn vị tổ chức có chức danh là làm thủ tục về thuế thì thông tin đại lý thuế ở đây chính là thông tin của đơn vị làm thuê dịch vụ về các thủ tục thuế cho công ty mình. Nếu không có thì các bạn để trống. Sau đó các bạn nhấn nút ghi. Phần mềm báo đã ghi dữ liệu thành công, các bạn nhấn đóng và nhấn nút đóng ở dưới này. Vậy là chúng ta đã kê khai thành công thông tin ban đầu của đơn vị. Chúc các bạn thành công.